chừng nào quên mới lấy được vợ được phải không? Công nhận anh mến. Trung tình, mến trung tình nha. Chuyện này đang video lên để anh mến trung tình. Anh mến trung tình. Mến được được người cũ ghé thăm nữa. Có không? Có buồn buồn không? Có không? Có. Gì hả? Mấy lần? Lúc cùng mà buồn buồn. Buồn buồn. Không ghé thăm kìa, gặp mặt luôn kìa. Có. Có luôn hả? Có buồn buồn. Ghé bệnh viện. Vậy hả? Ghé bệnh viện. Rồi thấy lạ không? Thấy lạ không? Thay đổi luôn hả? Gương mặt luôn hả? Gương mặt nhìn khác hồi xưa phải không? Rồi cô ấy đi mình anh hay là đi với ai? Đi tức là đi với bạn nhưng mà lại thăm anh chỉ là lại một mình ha. Như cho không cho người bạn nó biết ha. Không có chỉ có người đó được ở trong phòng của bác sĩ ha, bác sĩ là dặn là không cho ai vô luôn hay gì. Chỉ mình anh mến thôi ha. Anh muốn gặp thì nói. Rồi khi mà vào đó là anh Mến có bất ngờ dữ dằn không không hay là có điện thoại trước không? Có buồn muốn cùng nhau lại rồi. Coi như là nhắn tin trước rồi ha. Giờ qua thăm cũng qua cũng muốn luôn đó. Trời ơi. Đúng đó, xúc động không đó? Không muốn. Công nhận bả. Anh Mến thiệt tình ghê luôn. Nói chung cái trường hợp đó rất là xúc động. Nhưng mà Lê Thanh mà gặp cảnh đó chắc Lê Thanh khóc chết luôn. Cái hoàn cảnh đó là xúc động. Mối tình đầu. Mối tình đầu của anh Mến các bạn. Không thể nào quên được. Khi mà bước vô chắc hồi hộp dữ. Khóc luôn, Mến khóc. Cảm giác như thế nào anh Mến? Lúc đó cảm giác như thế nào? Khóc. Rồi gần nước mắt luôn hả? Quá thay đổi. Thổi là từ cái tính tình hay là sao? Rồi có hình quá. Hình dáng tính tình. Hình dáng thay đổi nhưng mà cái tính tình có thay đổi không? Không. Tính tình cũng bình thường hay giống bình thường. Tính cách thôi. Tại vì khi mà lên Sài Gòn mà cũng lâu lắm rồi phải không? Lên Sài Gòn cũng lâu lắm rồi anh Mến. Nhưng mà cô ấy làm công nhân chánh hay sao? Làm công nhân gần đó à? Mà đó cũng một tiếng đồng hồ đó. Là lại thăm anh Mến hả? Ngồi nói chuyện, trò chuyện hả? Không có tiếng. Qua không mở cuốn nhưng mà... Ưu tiên. Ưu tiên là còn một cuốn mới luôn. Lâu cho gặp gỡ một người mà anh Mến không quên được. Không còn có bóng mớ lắm. Ai cũng có quan niệm như vậy hết rồi. Không thể nào quên được. Nhưng mà khi mà cô ấy lại chắc anh thứ nhất là mừng nè, mừng là khóc luôn. Thứ hai nữa chắc nhớ kỷ niệm dữ đúng không? Nói ngồi là ông cũng lại kỷ niệm rồi. Gặp đó tôi hát một bài. Ở đó có tuổi đó tôi ca một bài, hai người khóc hoài luôn. Bài gì tuổi học trò nó quay lại kỷ niệm những rồi khi mà cô ấy đi là vậy đó rồi anh Mến có hỏi là chồng cô ta gì không mà biết gì không cô ta, chồng cô ta biết là thăm không nói chung là cũng có hỏi nhưng mà con nó không sao không sao à. Nói chung ai đâu ganh tị ba cái chuyện này ủa tôi không tâm tự thôi nó có tâm tự đúng rồi hồi đó nó hồi đó không nhờ tôi là hồi xưa là của tôi rồi phải không anh Mến không ganh tị chứ đâu làm gì mà bên kia ganh tị đúng không Mến nhờ người cho phép thì đúng rồi thì anh Mến đó lúc đó khi mà anh Mến bị phát bệnh đó rồi anh Mến tưởng đâu là anh chết rồi đó tưởng nhìn chết kêu cô ấy đi lấy chồng anh có tấm lòng cao cả rồi kêu cô ta đi lấy chồng rồi bởi thành ra tới bây giờ mà anh Mến cũng vẫn còn thương còn nhớ kỷ niệm mà. Cô ấy có hẹn chừng nào trở lại thăm anh nữa không quá quên cô mà anh mở không hả lại thăm á thì mà cô ấy cũng là cái phần động lực nữa thì thấy cô ấy cũng có cái lòng tốt đó
Chứ thường thường là em thấy là đi là đi luôn rồi. Bỏ luôn. Ừ, đi là đi luôn á. Chứ đâu có ai đâu quay lại. Có phần cuối cùng. Còn còn chút tình. Có phương nào không nào cùng phương cũ không? Cái đó thì không biết trước được. Cái không được của anh Mến. Em thấy nó còn hy vọng xa xôi hơn là mình đi phố hội. Nếu mà mình thật sự anh thương cô ấy thì anh có vợ khác là đâu hết. Bữa của mình không. Đúng rồi. Như cô ấy có chồng có con có hạnh phúc là anh cũng hạnh phúc rồi. Nhưng mà có lẽ sau này anh gặp một người sẽ tốt hơn. Nhưng mà hiện tại thì anh Mến thì không có suy nghĩ tới cái chuyện đó rồi. Đúng rồi. Chỉ cho vui thôi à. Ờ tôi đòi khi mà anh Mến hết bệnh tôi làm mai cho anh Mến, anh Mến không chịu nữa nè. Cỡ nào cũng chịu, chân kêu anh Mến cưới vợ, anh Mến cũng không chịu nữa. Anh Mến còn chung tình quá. Nói chung nãy giờ chúng ta cũng được xem và trò chuyện với anh Mến rất là vui nha các bạn. Đặc biệt là anh Mến có một cái niềm vui là người cô vợ cách đây cũng 20 năm không? Ý 15 năm. À, cô vợ 15 năm về trước mà anh Mến kêu đi lấy chồng đó các bạn. Thì được biết anh Mến nằm ở trên bệnh viện để phẫu thuật vừa rồi đó. Thì cổ có lợi ghé thăm và động viên cho anh Mến. Cái đó cũng là cái niềm an ủi cho anh Mến có để có cái động lực để anh Mến vươn lên trong cuộc sống. Anh Mến rất là vui khi cô gái đó ghé thăm. Và cô gái hứa hẹn cũng sắp tới cũng ghé thăm anh Mến nữa để cho anh Mến có niềm động lực. Cô ấy có kêu anh đi lấy vợ không? Có. À có nha. Nói một câu là có. Nói sao? Cô bỡ em qua vừa. Gì? Tôi đợi em quay về. Trời đất ơi. Trời ơi, nói câu nghe xúc động dữ vậy. Nói thẳng luôn hả? Rồi, nói chung thay mặt cộng đồng mạng chắc khuyên anh có vợ khác mới được. Làm gì cộng đồng mạng ném đá chết. Nghĩ như anh em đi ha. Sao thì, cái người vợ sẽ có thể giống cô ấy cũng được, tính tình cũng na ná cũng được, chứ không cần thiết là phải cô ấy, đầy cô ấy đã có gia đình rồi. Thì anh chỉ nghĩ vậy thôi chứ nếu mà quyết định cũng không có được. Chúc cho anh sau này gặp được một cô gái nói chung cũng dễ thương, cũng giống cô vợ trước của anh, để cho anh quên đi cái cô vợ đó, xem cô đó cũng như người bạn của mình, người bạn, một người em gái đi ha. Chứ bây giờ nếu mà anh nghĩ người đó quay trở lại cũng không có được, cái đó là trái với lương thường đạo lý, cái đó nó cũng hơi khó. Cộng đồng mạng cũng không chấp nhận cái vụ đó, ví dụ thương xem như là em gái. Có thể mình gặp một cái cô gái nào đó giống vợ mình thì có thể sau này có tình cảm mình cưới cũng được đó. Cái đó là cái điều tốt cho xã hội. Thì nói chung anh Mến thì nói vậy thôi. Không có mũi mà không có mũi đâu. Thương thì vẫn là thương, nhưng mà thôi thương như em gái nha. Mình thử cô quá, có đứa mới rồi, có con rồi. Thương thì nói ra vậy thôi chứ nói ra cho nó nhẹ lòng, nhẹ lòng đúng cho nó nhẹ lòng anh Mến. Thôi nói chung bao nhiêu lâu nay anh Mến vẫn còn ấp ủ. mới tình đầu không quên được, nhưng mà xem như là anh em cũng được, có ai cứ làm mai cho anh Mến nha các bạn. Nhưng mà đặc biệt là cô gái nào tương tựa với vợ ảnh lúc trước nha, đó là cái kêu bằng cái gu của anh á. Cái gu của anh giống vợ ảnh là càng tốt nha. Cái sở thích á giống anh mà mình cũng hứa một câu đặc biệt là mai mốt anh Mến có vợ mà cho mình hay trước thì mình làm MC miễn phí luôn. Thảo cũng vậy, Thảo 1990 sẽ đi bánh đà ngọt miễn phí, bánh đà miễn phí luôn. Đặc biệt phải cho hay trước, cho trễ là hay trước 2-3 tháng gì nha. Ta lãnh xô ta đắt lắm. Xô lãnh trước mấy tháng luôn. Rồi xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video hơi vui vui nha. Chúc cả nhà được may mắn, cũng như là chúc anh Mến có nhiều sức khỏe trong cuộc sống của mình. Sắp tới đây anh Mến sẽ tốt hơn.
xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. Rồi, thay mặt anh Mến cũng như chị Hương, xin cảm ơn tất cả các mọi người, cộng đồng mạng cũng như cả nhà thì đã xem cái video này. Thì nếu mà gặp cái video này hãy chia sẻ để giúp anh Mến cũng như chị Hương để được tái tạo lại cái gương mặt trở lại bình thường như bao người khác. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha.